Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Tư ngày 26 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Lâm Đồng sẵn sàng để kỳ thi trung học phổ thông an toàn nghiêm túc. Nâng cao kiến thức về xây dựng đảng cho báo chí. Nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự phòng chống tội phạm ma túy trong tình hình mới. Tín hiệu phục hồi từ khu vực sản xuất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 6, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các địa phương trong tỉnh. Tại huyện Đam Rông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, xã Phi Liên. Đây là một trong ba điểm thi trên địa bàn huyện. Năm nay, huyện Đam Rông có 487 học sinh dự thi. Hiện các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vấn đề y tế, an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy đều được đảm bảo. Các điểm thi cũng bố trí phòng nghỉ ngơi cho các học sinh ở xa. Tại huyện Lâm Hà, ông Nguyễn Ngọc Phúc đã kiểm tra tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thị trấn Ninh Văn, một trong bốn điểm thi của huyện. Năm nay, toàn huyện Lâm Hà có 1.559 thí sinh sẽ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tại huyện Di Linh, ông Nguyễn Ngọc Phúc cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Viết Xuân, xã Gia Hiệp. Đây là một trong 6 điểm thi trên địa bàn huyện. Theo báo cáo, năm nay, huyện Di Linh có 1.690 học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tại huyện Đức Trọng, ông Nguyễn Ngọc Phúc đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, xã Phú Hội, một trong 5 điểm thi trên địa bàn huyện. Kỳ thi trung học phổ thông năm nay, toàn huyện Đức Trọng có 2.069 thí sinh dự thi tốt nghiệp. Sau khi kiểm tra tại các điểm thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của các huyện. Đồng thời lưu ý các địa phương cũng như các điểm thi cần thực hiện nghiêm túc quy chế thi theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quan tâm sâu sát công tác an ninh trật tự và bảo mật đề thi, chuẩn bị phương án sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức kỳ thi, từ giao thông cho đến vấn đề đi lại, sức khỏe cho học sinh, cũng như giám thị. Chú ý tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa điểm thi. Chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả các khâu để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại các điểm thi diễn ra nghiêm túc, thành công. Năm 2024 là năm cuối cùng học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2006. Do vậy, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo cơ bản giữ ổn định như năm trước. Về công tác tuyển sinh đại học sẽ thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh theo quy định. Trên cơ sở đó, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị sẵn sàng để thí sinh bước vào một kỳ thi an toàn nghiêm túc, đúng quy chế. Ghi nhận sau của phóng viên Thời sự. Nhiều năm qua, Lâm Đồng là địa phương được Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá thuộc top đầu trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc kỳ thi trung học phổ thông. Do vậy, xác định kỳ thi trung học phổ thông là nhiệm vụ chính trị quan trọng và chịu trách nhiệm toàn diện về nhiệm vụ được giao. Năm 2024, với trách nhiệm của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tỉnh cũng đã chỉ đạo nghiêm ngặt cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị tập trung, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, điện lưới, nước sạch, hậu cần, tài chính, y tế, cũng như phối hợp với từng địa phương sẵn sàng về cơ sở vật chất, đội ngũ làm công tác thi và các phương án dự phòng các tình huống có thể xảy ra trong suốt quá trình thi, trong 3 ngày từ 26 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Bám sát tình hình thực tế, kiểm tra, chỉ đạo cụ thể từng điểm thi. Điều này một lần nữa khẳng định mọi đối tượng, mọi hành vi gian dối, tiêu cực, gian lận trong thi cử sẽ bị phát hiện và xử lý theo quy định. Cho đến giờ này thì thanh tra sở đã thực hiện xong việc kiểm tra cơ sở vật chất cũng như là công tác chuẩn bị ở tất cả các điểm thi và báo cáo với Bộ Giáo dục là Lâm Đồng đã thực hiện xong công tác chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra. Còn đối với đoàn kiểm tra của Bộ thì bắt đầu từ ngày 26 thì đoàn kiểm tra của Bộ sẽ làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. Các điểm thi cũng như là các trường trên địa bàn thì hỗ trợ cho các em cái chỗ để các em có thể là nghỉ trưa rồi buổi chiều các em tiếp tục thi. Và có những em ở xa thì
các cái khu ký túc xá của các trường dân tộc nội trú, của các trường nhà công vụ của các giáo viên nhường lại cho các em nếu như các em có nhu cầu để mà ở lại. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn tất việc ôn tập cũng như củng cố kiến thức cho học sinh. Giờ đây, các em chỉ cần giữ sức khỏe và tâm lý để sẵn sàng bước vào kỳ thi cuối cấp. Năm nay, tỉnh Lâm Đồng có trên 15.400 thí sinh dự thi. Trong đó, học sinh lớp 12 có 14.976 thí sinh, học sinh tự do có 457 thí sinh, được bố trí thi tại 675 phòng thi ở 39 điểm thi tại các trường trực thuộc sở. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã huy động trên 200 cán bộ làm nhiệm vụ cho kỳ thi. Nhà trường đã niêm phong tất cả các thiết bị không sử dụng đến như là camera và TV, máy chiếu, máy tính. Cơ sở vật chất của nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các phòng thi cho học sinh cũng như là phòng làm việc cho giám thị. Và đến hiện tại bây giờ thì nhà trường đã chuẩn bị tốt nhất để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Đối với các huyện, thành phố cũng quan tâm chú trọng đến những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và con em đồng bào dân tộc thiểu số bằng cách trích từ ngân sách địa phương hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho đối tượng nêu trên. Đồng thời, hỗ trợ xe đưa đến điểm thi, ăn ở miễn phí và chỉ đạo các trường có điểm thi phải thực hiện nghiêm túc các nội dung cũng như cơ sở vật chất để phục vụ công tác thi tốt nghiệp. Toàn huyện là có 187 thí sinh khó khăn. Thì hiện nay thì Ủy ban nhân huyện đã hỗ trợ cho cái số thí sinh này. Chúng tôi quyết tâm là không vì hoàn cảnh khó khăn để mà một thí sinh nào đó bỏ thi. Hiện nay về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho kỳ thi cơ bản đảm bảo đầy đủ. Hy vọng là trong kỳ thi này thì tất cả các học sinh của tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn là những năm học trước. Và để mà chuẩn bị tốt cho một kỳ thi thì tôi cũng đề nghị là các em học sinh giữ gìn sức khỏe, giữ cho mình một tâm lý thật là thoải mái. Các em nên là ngủ đủ giấc và ăn uống thật là khoa học. Và các em sẽ tự tin để làm bài tốt. Tất cả các phần việc chuẩn bị cho công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Lâm Đồng đã sẵn sàng. Thí sinh vẫn tin với kiến thức được học để bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 với một tâm thế thoải mái cho bài thi của mình đạt kết quả tốt nhất. Chiều 26 tháng 6, trên 15.400 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh đã tập trung tại 39 điểm thi để nghe phổ biến những nội quy, quy chế thi, chỉnh sửa kịp thời những sai sót, các nội dung liên quan. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, trong buổi phổ biến quy chế thi đã có khoảng 98% thí sinh có mặt để xem vị trí phòng thi, số báo danh, chỉnh sửa những sai sót, cũng như nghe cán bộ làm công tác thi phổ biến những nội quy quy chế thi để thí sinh không mắc phải. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi, lực lượng an ninh trong và ngoài khu vực thi, y tế, nguồn điện, đảm bảo phục vụ thi, sinh viên tình nguyện hỗ trợ vòng ngoài và lực lượng cán bộ làm nhiệm vụ trên 200 người đã sẵn sàng. Sáng ngày 28 tháng 6, thí sinh Lâm Đồng sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại 39 điểm thi, với môn thi đầu tiên là ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra thành công nghiêm túc, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các thành viên tham gia vào công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông tập trung thực hiện tốt các phần việc, chủ động phương án xử lý, giải quyết kịp thời, không để bị động trong mọi tình huống, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi, tránh ùn tắc giao thông trong thời gian thí sinh đi thi, chuẩn bị đầy đủ máy phát điện dự phòng, nước uống phục vụ cho thí sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, v.v. Thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Lực lượng công an đẩy mạnh đấu tranh với tệ nạn ma túy để góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại một môi trường du lịch bình yên của Lâm Đồng.
Tiếp tục chương trình là những thông tin thời sự vừa diễn ra trong ngày. Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên. Dự tại điểm cầu Lâm Đồng có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông và cán bộ phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An khẳng định, thời gian qua công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng đảng được Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các bộ ngành triển khai đồng bộ, nhất là hiệu quả thông tin về giải báo chí, búa liềm vàng. Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cho biết, năm 2024 là năm thứ tư tập trung thực hiện và hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong đó có công tác xây dựng đảng. Do đó, những nội dung bồi dưỡng cho báo chí tiếp tục nâng cao kiến thức định hướng quan điểm mới của đảng, cập nhật kịp thời kiến thức về sáng tạo thông tin, nhất là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, góp phần thực hiện tốt việc tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian một ngày, cán bộ phóng viên được truyền đạt thông tin 6 chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, bóc gỡ thông tin xấu độc trên không gian mạng. Những nội dung mới về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa 13, một số vấn đề về sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận, kỹ năng sáng tạo tác phẩm phát thanh và truyền hình, giới thiệu chủ đề sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, những mô hình mới, cách làm sáng tạo hiệu quả trong công tác xây dựng đảng, kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí, chia sẻ kinh nghiệm, sáng tạo tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cao, giải búa liềm vàng. Ngày 26 tháng 6, huyện Di Linh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024. Về dự đại hội có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban dân tộc tỉnh, các sở ngành, lãnh đạo huyện Di Linh và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 28 dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Sau 5 năm thực hiện quyết tâm thư tại đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 và 4 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Di Linh lần thứ 14, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo giữ vững, công tác quản lý nhà nước về dân tộc và các chính sách dân tộc được tăng cường. Việc triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng và nhiều chương trình chính sách trọng tâm trọng điểm khác được quan tâm triển khai đồng bộ, tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là những vùng đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, v.v. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được nâng cao. Trong giai đoạn 2019-2024, cùng với chương trình tín dụng ưu đãi, huyện đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, gắn với chương trình khuyến nông để mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện canh tác của đồng bào dân tộc thiểu số và phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, thực hiện các chương trình dự án nước sạch, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào, v.v. Với chủ đề các dân tộc đoàn kết đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững, tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân tộc giai đoạn 2024-2029. Đồng thời bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã bầu 45 đại biểu tham dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 31 cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Di Linh giai đoạn 2019-2024. Sáng 26 tháng 6, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan tổ chức hội nghị truyền thống đối thoại chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, luật lao động và pháp luật về thuế cho các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thời gian qua, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng qua các năm. Các doanh nghiệp, người dân đã dần ý thức trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân, doanh nghiệp chưa nhận thức cao về tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, do đó thiếu tính tự giác khi tham gia. Vì vậy, hội nghị truyền thông phổ biến đối thoại chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, người lao động nắm rõ một số nội dung của luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các luật liên quan, giúp cho doanh nghiệp nắm bắt, chấp hành tốt chính sách pháp luật theo quy định,
đồng thời qua đó kịp thời hỗ trợ, giải đáp, tư vấn chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật về thuế cho các doanh nghiệp. Tại hội nghị, các phòng chuyên môn Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan đã trình bày một số nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hướng dẫn một số nội dung quy định về đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, phổ biến một số nội dung cơ bản về hợp đồng lao động và tiền lương. Ngoài ra, các đơn vị doanh nghiệp cần được thông tin về Luật Giao thông đường bộ, Luật Thuế và các nội dung liên quan. Trên cơ sở đó, kịp thời trao đổi, làm rõ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, từ đó giúp doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định, chính sách, pháp luật. Sáng nay 26 tháng 6, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024. Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát, định hướng để ban điều hành hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, đảm bảo sự phát triển liên tục của công ty vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông. Năm 2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã đầu tư nhiều hạng mục công trình như chỉnh trang vườn hoa Đà Lạt, mua sắm xe ô tô chuyên dùng, đầu tư bến thuyền Hồ Xuân Hương, lò đốt rác y tế, v.v. đạt kế hoạch trên 75%, tổng doanh thu đạt hơn 171 tỷ đồng. Đạt tỷ lệ 98% kế hoạch. Năm 2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt tiếp tục huy động và sử dụng các nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông. Phấn đấu doanh thu đạt hơn 182 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 72 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người là 8,9 triệu đồng một người một tháng. Sáng nay 26 tháng 6, giảng viên và sinh viên tình nguyện Trường Đại học Quốc gia Gyeongsan, Hàn Quốc đã có chương trình giao lưu văn hóa và hoạt động trải nghiệm tại trường Tiểu học Đa Thành, thành phố Đà Lạt. Trong thời gian 7 ngày, 40 sinh viên và giảng viên đến từ Trường Đại học Quốc gia Gyeongsan, Hàn Quốc đã có những hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh như tặng 16 máy tính xách tay cho hai trường tiểu học Đa Thành và trường tiểu học Nam Thành, thành phố Đà Lạt, sửa chữa nhà vệ sinh, trang trí các bức tường phía hành lang các lớp học. Ngoài ra, các bạn sinh viên còn mở các lớp dạy tiếng Hàn, lớp võ Taekwondo, lớp K-pop dance cho học sinh trường tiểu học Đa Thành. Đây là dịp để học sinh của trường tiểu học được gặp gỡ và giao lưu với sinh viên Hàn Quốc thông qua các hoạt động trải nghiệm đa dạng trong chương trình giao lưu văn hóa, học tập. Từ đó góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Hàn Quốc thông qua sự hợp tác giao lưu văn hóa và hiểu thêm về văn hóa của nhau. Được biết, đây là lần đầu tiên các bạn sinh viên trường đại học quốc gia Gyeongsan, Hàn Quốc đến giao lưu văn hóa và trải nghiệm nhiều hoạt động tình nguyện với học sinh ở thành phố Đà Lạt nhân dịp hè. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung nhiều giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Trong đó, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán vận chuyển ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự nhân ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Là một địa bàn trọng điểm về du lịch, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Trong đó tập trung phòng ngừa, thăm nắm tình hình ở cơ sở, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy đến với người dân. Qua đó, cùng với lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Phòng ngừa thì nó có cái biện pháp phòng ngừa xã hội, đó là công tác tuyên truyền. Có nghĩa là chúng tôi đã chủ động chọn cái đề tài tuyên truyền và đặc biệt là chọn cái đối tượng để tuyên truyền. Đối tượng thì chúng tôi ưu tiên cho cái học sinh, sinh viên. Cái lứa tuổi này của các em thì có thể nói là cái sự tò mò và thích thể hiện và dễ bị lôi cuốn vào những cái việc mà có thể nói là rất dễ, không nếu mà không làm chủ được bản thân thì rất dễ bị lôi kéo vào ma túy. Thế cho nên là chúng tôi đã chọn cái đối tượng để tuyên truyền và chọn cái thời điểm cũng như là cái không gian và cái chủ đề để tuyên truyền. Theo đánh giá chung, thực tế cho thấy các đối tượng thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như vũ trường, quán bar, quán karaoke,
cơ sở lưu trú để tổ chức sử dụng ma túy. Các đối tượng ma túy còn có xu hướng thuê phòng nghỉ tại các khách sạn, villa hoặc thuê nhà nguyên căn, nhà trọ tháng để tổ chức sử dụng ma túy, hoặc tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, tội phạm ma túy tại Đà Lạt trong thời gian gần đây tập trung chủ yếu vào đối tượng thanh thiếu niên với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và có tổ chức, đòi hỏi lực lượng chức năng và các ngành liên quan tiếp tục có những giải pháp quan trọng trong công tác phòng chống, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Phối hợp với công an phường Lộc Sơn nói chung và công an khu vực thường xuyên là tổ chức các đợt đi quanh tuần tra và đồng thời là tuyên truyền đến các hộ dân sống ở trên địa bàn tổ 13 nhắc nhở đối với thanh thiếu niên ở trong tổ nói riêng và phường Lộc Sơn nói chung là tránh xa cái tình trạng tệ nạn xã hội. Trong cái phòng ngừa nghiệp vụ thì chúng tôi cũng rất là chú trọng đến cái vấn đề mà xác định được những đối tượng, những cái đường dây mà có tính chất hoạt động mang tính liên huyện liên tỉnh và có nhiều đối tượng tham gia để chúng tôi tập trung đầu tư áp dụng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để mà đấu tranh triệt phá, không để địa bàn Lâm Đồng trở thành những cái tụ điểm phức tạp về ma túy và đặc biệt là không thể hình thành những cái đường dây tội phạm về ma túy mang tính chất liên huyện liên tỉnh. Và chúng tôi cũng quán triệt và thực hiện rất là nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh là không để Lâm Đồng trở thành địa phương mà có tội phạm sản xuất ma túy, những cái cơ sở lưu trú, những cái cơ sở mà kinh doanh dịch vụ như là giải trí là phải tăng cường cái việc kiểm soát, tăng cường việc kiểm soát và có những cái nội quy quy chế rất là rõ ràng để dán niêm yết ở cái cơ sở của mình. Đó là một cái biện pháp cảnh tỉnh và một cái nguyên tắc, tức là cương quyết không để cho cái đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy mà lợi dụng cái cơ sở của mình để mà sử dụng hoặc tổ chức sử dụng. Với mục tiêu kiềm chế tình trạng sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tiếp tục giải quyết dứt điểm, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy thành địa bàn không có tội phạm. Thời gian tới, Công an tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các hoạt động liên quan đến ma túy. Song song đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại một môi trường du lịch bình yên của Lâm Đồng. Nội dung chính trong phần tin trong nước. Sau giai đoạn gặp khó vì đứt gãy chuỗi cung ứng, hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp dần sôi động trở lại, cho thấy đã phục hồi tích cực từ hoạt động của các doanh nghiệp. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Công Thương được giao nghiên cứu cơ chế để EVN mua điện mặt trời mái nhà dư thừa, giá hợp lý, có thể bù trừ khi người dân mua lại từ nhà đèn. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần làm rõ khái niệm tự sản tự tiêu tại dự thảo về điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu theo hướng sản xuất ra cơ bản để dùng. Với điện dư thừa, nếu lắp pin lưu trữ tích điện, EVN nghiên cứu đề xuất mua với giá hợp lý, đặc biệt vào giờ cao điểm. Trường hợp không pin lưu trữ, EVN mua với giá thấp nhất trên thị trường mà đơn vị này mua của các hộ bán điện khác. Theo đó, lượng điện dư thừa mà EVN mua lại có thể xem xét được bù trừ khi người dân mua điện của nhà đèn. Bộ Công Thương phải nghiên cứu tính toán giá hai thành phần khi không có mặt trời vào giờ cao điểm khác thời điểm nắng to. Hay mức giá với trường hợp có thiết bị pin lưu trữ khác không có. Việc này để đảm bảo công bằng, khuyến khích đầu tư năng lượng tái tạo, hệ thống pin lưu trữ điện thông minh. Phó Thủ tướng yêu cầu nghị định cần nêu rõ trách nhiệm của Bộ Công Thương, EVN trong việc đảm bảo an toàn hệ thống khi cho mua bán qua lưới. Cơ quan quản lý phải xây dựng chế tài cảnh báo, xử lý những vi phạm liên quan đến mua bán điện trực tiếp như đăng ký, cập nhật số liệu, đấu nối và thanh kiểm tra theo cơ chế hậu kiểm. Theo Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành đã tăng ở mức cao trên 7% so với cùng kỳ năm trước.
Nhiều chỉ số báo cáo khác cũng cho thấy đà phục hồi tích cực từ hoạt động của các doanh nghiệp. Sau giai đoạn gặp khó vì đứt gãy chuỗi cung ứng, hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp này đã sôi động trở lại trong thời gian gần đây. Việc sản xuất thậm chí còn không đáp ứng đủ đơn hàng đến từ cả thị trường trong nước và nước ngoài. So với cả các năm dịch thì năm nay là một cái năm mà bắt đầu phục hồi rất mạnh. Thế riêng cái ngành của tôi là không có hàng để bán. Rất nhiều những khách hàng đến tìm và trao đổi về cái vấn đề hợp tác, đặt vấn đề đơn hàng dài lâu. Cho nên chúng tôi chỉ tập trung nhiều vào cái phát triển nguyên liệu thật nhiều. Theo Bộ Công Thương, sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm nay tiếp tục khởi sắc với chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp phục hồi nhờ đóng góp lớn của ngành chế biến chế tạo và ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ở 55 trên 63 địa phương. Nhiều chuyên gia cho rằng điều này phản ánh tín hiệu phục hồi tích cực từ các doanh nghiệp sản xuất. Sản xuất tăng trưởng thì khu vực doanh nghiệp cũng sẽ được tốt hơn và cái số lượng doanh nghiệp sẽ quay trở lại hoạt động tốt hơn. Và một điều nữa là có thể là doanh nghiệp cũng đã được phát các cái chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp cũng đã được phát huy, thì là đã hỗ trợ doanh nghiệp có thể phục hồi việc sản xuất kinh doanh của mình. Chúng ta nhìn vào con số mà thu nội địa của các doanh nghiệp thì nó sẽ tăng lên rất là nhanh trong khi chúng ta đang thực hiện giảm VAT. Thì để cho thấy rằng là đấy là cái hoạt động của doanh nghiệp cũng đang trở nên sôi động hơn và thực sự nó đang có đóng góp vào cho nền kinh tế. Cũng theo Bộ Công Thương, các thị trường xuất khẩu cơ bản có sự phục hồi tốt và đạt mức tăng trưởng cao. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm tăng 16,03% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường trong nước đã khôi phục và tăng trưởng mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Đây sẽ là những điều kiện thuận lợi để khu vực sản xuất có cơ hội tiếp tục đà phục hồi trong 6 tháng cuối năm. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn về chủ trương điều chỉnh tăng 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho người dân. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện thông tin về chủ trương điều chỉnh tăng 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đã được thông tin rộng rãi tới người dân. Để tránh phản ứng của người thụ hưởng khi chưa nhận được tiền lương hưu mới tại thời điểm áp dụng điều chỉnh như đã từng xảy ra khi thực hiện Nghị định 24 năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cấp có thẩm quyền sớm ban hành văn bản hướng dẫn nội dung này. Được biết, phía cơ quan soạn thảo đang tính toán rút gọn quy trình để nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo đề xuất của chính phủ, từ ngày 1 tháng 7, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ điều chỉnh tăng 15% căn cứ trên mức hưởng tháng 6. Dự kiến sẽ có khoảng 3,3 triệu người thụ hưởng lương hưu mới. Tổng kinh phí bố trí tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng nửa cuối năm 2024 là hơn 16.200 tỷ đồng. Năm nay là năm đầu tiên tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ hội Xuồng Bậc Thang miền đồi tại huyện Lạc Sơn. Lễ hội dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 với các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa và giới thiệu cảnh quan vẻ đẹp Xuồng Bậc Thang của xã miền đồi. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang vùng miền đồi. Cách trung tâm huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình khoảng 20 km, với địa hình chủ yếu là đồi núi, đường giao thông đến xã miền đồi quanh co uốn lượn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh miền sơn cước yên bình cùng những cung ruộng bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp. Nối tiếp nhau men theo sườn đồi, những thảo nguyên xanh và không khí trong lành mát mẻ, những nếp nhà sàn truyền thống trong bản Mường. Hơn 400 hectare ruộng bậc thang trên đồi núi cũng là nguồn cung cấp lương thực ổn định cho gần 1.000 nhân khẩu ở miền đồi. Để canh tác được trên địa hình có độ dốc cao, nguồn nước rất quan trọng. Từ đó người dân đã ý thức để giữ gìn nguồn nước tốt. Cùng với đó, việc cày bừa, chăm sóc, cấy hái khó khăn vất vả hơn nhiều so với những cánh đồng bằng phẳng ở vùng thấp. Quá trình kiến tạo nghìn năm đã hình thành các bức tranh ruộng bậc thang của người Mường Hòa Bình với đa dạng loại hình, có khu ruộng đồi dốc cao, có khu ruộng thoi thoải, có nơi lại nằm xen kẽ với những cánh rừng nguyên sinh quanh hồ nước, thậm chí trên ruộng có các tảng đá lớn v.v. tạo nên vẻ đẹp và giá trị độc đáo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.